Dạ xin chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 10 tây tháng 11 năm 2022. Em có đem về 3 phôi mai sù rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào anh em ơi. Chào cô chú. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này, ba cây sù quýt này, kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Dạ, địa chỉ tọa lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại là 0919 755 533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook em cô chú anh chị. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên, cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên có hiện trang cái nhà em nha. Hay rồi không để mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên nha. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai sù. Dáng hơi quái của chú anh chị. Nhìn giống như một con sóc vậy đó. Sóc ngoái cái đầu lại nè. Đó, rất đẹp của chú anh chị. Cây này cây nằm chậu nha, thần chậu nha. Chủ vườn cũng nuôi 2 năm rồi, hơn 22 năm rồi. Em rút cốt cành về em đông đùi nha. Cốt cành có sẵn chuẩn chi được của chú anh chị. Cây này rất đẹp của chú anh chị. Thì xù 100% nha, xù chảy nha. Cốt cành này giót ngọn luôn. Rồi cái này chủ vườn nó bông bông zin chú anh chị. Bông zin bông đẹp nha. Bông 579 cái chú anh chị. Rồi em xem em ơi. Cây ngoại rất khéo rất đẹp của chú anh chị ơi. Giống như một con sóc vậy đó. Cái này dáng thế thì mình kêu bằng cây trực lắc thôi chú anh chị. Nhưng mà nhìn nó quái lắm, tại nó có cái đuôi nè, đó. Gọng chữ C luôn. Nó quái cái đầu giống như con sóc vậy đó, nhìn nó quái lắm. Cây ngoài rất dễ thương nha, dễ cưng luôn. Rồi em tiến vào cho xin thông số em ơi. Chiều cao 37. Chiều cao 37, lùng lực luôn. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu 40. Cây này cô chú anh chị ép vô chậu 45, chậu 50 cũng được nha. Cây bonsai mình càng ép chậu nó càng có giá trị của chú anh chị. Rồi em đo hai thông số đi. Đo luôn cái chi tử luôn. Em đo vị trí này là 48. Rồi ngay trang vị trí đó hoành 48 của chú anh chị. Chích này rồi. Em đo vị trí này là 47. 47. Rồi em đo cái ngọn đi. Thôi cái chi tử đi, khỏi đo đi. Cô chú anh chị hình dung em nha. Tại vì cây này cũng nuôi hai mùa, cốt chơi cốt cạnh thẳng ngón tay cái em nha. Đó, cây rất đẹp của chú anh chị. Rồi em xem vòng vòng đi. Chung sù thì nó mau kéo sẹo với chú chị. Đây hồi xưa là chỉ một cắt này nha, em về em xử lý mà cắt rồi thịt đỏ ao luôn, đỏ như cục thịt bò luôn. Nói chung mình nuôi cái sù của chú chị đừng có ngại dù sẹo nha, nó mau kéo sẹo lắm. Sù thì nó bò sẹo mau lắm, cô chú anh chị về nuôi 2 năm 3 năm là bích chịch cái sù luôn. Nè tao mới nuôi nè, nó cái còn bích chờ rồi chú chị. Cây ngoài rất đẹp với chú chị ơi, hàng đáng sưu tầm nha. Thì gọi cây mai sù mã số 1 đầu tiên em xin bản phép giao lưu với cô chú và anh chị giá 32 triệu nha. Em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Cây ngoài rất dễ cưng luôn, bao chú anh chị là cây ngoài rất đẹp, không đẹp không lấy tiền. Thì gọi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 nha. Và xin mời quý cô chú anh chị. Dạ rồi bước vào cây mã số 2. Dạ cây mã số 2 là cây mai sù dáng trực quân tử của chú anh chị. Cốt cành là chi cổ nha. Cốt cành to lực của chú anh chị. Giót ngọn luôn. Sù mà đế đẹp của chú anh chị. Hàng bách đế nở rất đẹp nha. Cái này sù chảy nha chú anh chị. Cái này sù khoảng 80% nha. Cây ngoài sù ghê gớm luôn. Cốt cành của chú anh chị. Ngồi em đo cho chú chị tham khảo nha. Cốt nào nó chà bá luôn. Cổ tay mà. Cổ tay cái gì còn dòm không của chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Rồi em xem một vòng đi em. Rồi cây này em không thấy mặt bông của chú anh chị. Chỉ nghe anh em lái đó là nó bông đẹp thôi nha. Lúc bứng là không có chụp bông nha của chú anh chị. Bông đẹp bông ghim nha. 579 nha chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Trực quân tử. Để bao đẹp chú anh chị luôn nha.
đế đi whip luôn. Thường thường sù ít có đế đẹp lắm, mà cái này đế đẹp nha. Đế là 48 giờ của chú anh chị. Này đây là đế cái bài luôn nha. Rất đẹp của chú anh chị. Rồi, em tiến hành giờ em đo con số đây em ơi. Chiều cao là 95. Chiều cao 95. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 72. Đường kính bầu 72. Vành 58. Em đo giùm anh có thoát thân nhiêu em? Thoát thân lên 20 là đóng cái chi số 1 của chú anh chị. Cái ngoài rất đẹp nha. Em đo hạo cho chú về tham khảo luôn nè. Rất to nha. Cút chi này 22. 22. Cút chi đồ ếch của chú anh chị. Trong đây đo bự nữa nha. Chi này 18. 18. Rồi em cho đo hạo thêm cút chi cho anh đi. Này 19. Rồi cái ngọn khỏi đo chú anh chị, nó bự người ta cái em nha, vót ngọn luôn của chú anh chị, còn xíu à. Cây bao chú anh chị là cây sạch sẽ nha, không bọng không bị nha. Nói chung bên vườn em bán thì của chú anh chị cứ việc yên tâm nha. Rất đẹp của chú anh chị ơi. Cái thân nè, cái thân nữa trực thiệt này, cái nó dặn rất là đẹp của chú anh chị, cái thân nó dặn nha, dặn khến luôn á. Nó khến nè. Xù là miễn bàn luôn. Cái độ xù nó là bấy mình hết trơn luôn rồi. Xù chảy mà xù bung luôn á. Hết sức có cành của chú anh chị. Thường thường xù ít có đế đẹp lắm. Mà cái này đế miễn bàn luôn của chú anh chị. Ở đây chỉ mặt cắt đỉnh của chú anh chị. Chỉ một cắt đỉnh là duy nhất thôi nha. Đó, còn chút xíu của chú anh chị, hai ngón tay nha. Ở đây mặt hậu nữa của chú chị lấy cái đây mà cái chị phong rồi nè. Đó. Nói chung xù rồi cô chú chị khỏi ngại mặt thẹo mặt cắt gì chứ. Nó mau cuốn mau liền lắm. Bởi vì anh em thích chơi mai xù là gì á. Đừng có ngại cái vụ sẹo. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Nó dặn nó khớn nó già nó dữ lắm của chú anh chị. Rồi em dừng lại đây em ơi. Vậy rồi cây mai xù mã số 2 trực quân tử em xin mãn phép vô lưu với cô chú và anh chị giá 75 triệu. Em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Bao cô chú anh chị là cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Cốt cạnh ở ngoài nó dữ lắm cô chú anh chị. Những cây nó lực lắm. Hoành 58 rồi cô chú anh chị nhìn tưởng là hoành 70 đó. Nó lực cây vậy đó, nó nâng cây đó. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3 nha. Và xin mời quý cô chú anh chị. Dạ rồi bước vào cây mã số 3. Thì cái mã số 3 cũng là cái mai xù của chú anh chị. Một thân một cốt nha. Xù này xù quýt của chú anh chị. Mà cốt cành là miễn bàn của chú anh chị. Cốt cành to lực nha. Đó, nguyên cái bắp tay bắp chữ luôn. Này, hết sức luôn rồi. Là cây này bông đẹp của chú anh chị. Bông cũng bông zin nha, 579 nha chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Cái này xù khoảng 40-50% nha. Đây của chú anh chị nhìn nè. Đó, nó bể xù bấy hết trơn luôn. Đó, cây ngoài rất đẹp của chú anh chị. Đế là miễn bàn luôn. Cây này hay có cái là không có mặt cắt của chú anh chị. Chỉ có mặt cắt mấy cái cấu cành thôi nha. Đó, hay cái đó của chú anh chị. Để mặt tiền mặt hậu rất đẹp nha. Nói chung cái này cô chú anh chị chơi đây hai mặt tiền nha. Đây nếu chơi xác định đây mặt tiền nghe chú anh chị mình chơi rất đẹp nha. Đế miễn bàn luôn, hết sức cái nồi đế rồi, nồi đế như cây cổ thụ vậy đó. Đó rễ này em để lại cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị không thích mình về mình cảo nhẹ xuống cô chú anh chị, còn mấy mình để gì luôn á. Nó cây ngoài rất đẹp của chú anh chị, đế khích kịch luôn. Đây, mặt này thì nó đẹp hơn mặt tiền nãy của chú anh chị. Đó, em thích mặt này nè. Đó, cô chú anh chị về mà xác định đây mặt tiền mà chơi mặt này cũng rất đẹp nha. Cấu cạnh là miễn bàn của chú anh chị ơi. Nó sức đế rồi. Cái này cũng đáng sưu tầm của chú anh chị. Đây, sổ trơn luôn. Sổ bấy hết trơn luôn. Để nào lấy chà bá luôn.
Vậy rồi em cho anh xin thông số em ơi. Cái này để vết chứ ai gì, em đo 2-3 thông số cho cô chú anh chị tham khảo nha, cho dễ hình dung nha cô chú anh chị. Chiều ăn thua có giá cả thôi. Nhiêu em? Chiều cao 1 mét. Chiều cao 1 mét nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 1m15. Đường kính bầu 1m15. Nhân cho 3 là tương đương là 340 cô chú anh chị. Nào đế nha, nửa đế khủng nha cô chú anh chị. Rồi sát nằm trên tô ghế đi. Em đo vị trí này là 83. Là dách với ai cô chú anh chị, em đo nhiều con số nha. Đó, hoành ngay trang vị trí này hoành 83 nha. Rồi em bỏ lên chút xíu một tắc đi. Lên xíu nữa, lên xíu nữa. Ờ rồi. Em đo vị trí này là 73. Rồi em đo vị trí này hoành 73 cô chú anh chị. Bây giờ em đo sát cái chi số 1 anh đi. Đó cho chú anh chị dễ hình dung. Đúng rồi. Đây vị trí này 60. Đây, 60 là cách mặt đất lên thì là tới 5 tấc luôn á cô chú anh chị. Em đo cô chú anh chị hình dung nha, coi độ năng cây nha. Đó chữ cốt cành này. Cốt cành này 35. Cốt cành 35, cốt cành khủng luôn. Rồi, em đo hạ cốt cành đây cho cô chú anh chị tham khảo đi. Đo đại ngoại đi. Cốt chi này 25. 25. Em đo bằng cái ngọn đi. Nói chung nó đều nha cô chú anh chị. Cái ngọn 18. Cái ngọn 18. Nó hay trên đây là không có thẹo dít của chú anh chị, trên đây ngọn là không có thẹo luôn nha. Nó cây là bao quặng bị chú anh chị yên tâm nha. Để nè, để whip luôn, để miễn bàn luôn. Nói chung mặt này em chơi mặt này thì em xác định đây mặt tiền nè. À, còn về có chơi tiền của chú anh chị nha, tại vì mặt này em thích, mặt này nó thoáng nè. Đó, nó thoáng luôn. Nhưng mà nói về mặt kia thì nó dữ hơn nha, để dữ hơn của chú anh chị. Chơi thì cũng nhiều anh em chọn cái cách mặt tiền chơi khác nhau nha. Như em thì em thích mặt này hơn nè. Đó, mặt này nè. Nói chung đế đẹp nè. Đó. Em thích mặt này của chú anh chị, đế đẹp nè, cốt cạnh cũng lực nha. Đó. Cô chú anh chị về rồi mới xác định mặt tiền bấm nhẹ nhẹ để cũng được nè cô chú anh chị. Bấm nhẹ nhẹ nha. Nói chung là chi nào ra chi đó nha. Chi là không có trùng chi của chú anh chị. Chi là đóng tứ diện nha. Hết sức rồi. Em ôm bổng vô cái gốc mai cho chú chị. Ừ, ôm luôn em. Đó, cho chú chị hình dung nha. Cái củ đế ngoài dữ lắm của chú chị. Củ đế nếu mà đo trên đây chắc cỡ mét mấy á. Cái củ nè, hết sức cái củ rồi. Cây ngoài rất đẹp của chú chị. Cây này cũng đáng cho cô chú anh chị sưu tầm nha. Bên vườn của em này chuyên sưu tầm những cây mai đẹp, độc lạ. Giá cả phải chăng. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã thương tình ủng hộ cho em những clip vừa qua, đã theo dõi kênh của em nha. Cô chú anh chị có điều kiện coi cây thực tế ngoài rất đẹp với chú anh chị. Địa chỉ của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533. Nhà của em là cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên là 500m nha. Được rồi, cây mai sù mã số 3 em xin mạng phép giao lưu với cô chú và anh chị giá 185 triệu, em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Cái này ngoài khủng lắm cô chú anh chị ơi, còn chú anh chị ở xa thương lượng với ship lại nha. Cái này em phải thuê cho tải chở tới nhà cho cô chú anh chị luôn nha. Giờ rồi cây mai sù mã số 3 cũng là cây mai cuối clip. Dạ cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú và anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Còn chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có nhiều động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Vậy rồi em xin chào quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.